Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lạnh sống lưng với tội ác của mafia y tế Phanh phui sự liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Tiến Thuốc tân dược mà làm giả thì có thể nói rằng đó là tội ác tột cùng Ở một số nơi trên thế giới người ta có thể dùng cách tiêm thuốc để thi hành án tử hình Cứ tưởng tượng hàng ngàn hay hàng vạn viên thuốc tân dược giả mà bán ra trên thị trường Thì biết bao nhiêu người đã phải chết oan uổng vì đó các tổ chức mafia thường gắn liền với những trò buôn ma túy số lượng lớn họ móc nối với các quan chức nhà nước để chuyển hàng loạt kiện hàng ma túy bột và hàng ngàn viên ma túy đá để tiêu thụ hành động buôn bán ma túy ra thị trường đó là hành động giết người giết bằng thuốc và thu lợi nhuận đây là hình ảnh nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần việt nam pharma và cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Công ty buôn thuốc ung thư giả Việt Nam Pharma đã móc nối với các quan chức tuôn hàng ngàn viên thuốc trị ung thư giả khác, mà điều này không khác gì hành động của tội mafia. Cũng buôn thuốc hại người để kiếm lời, cũng móc nối với các quan chức để khuếch trường huy động quy mô làm ăn và được bảo kê. Trong vụ án Việt Nam Pharma, người ta mới chỉ bắt có Trương Quốc Cường. Chính ông đã ký hàng loạt giấy tờ bao che cho hành động buôn lậu của Việt Nam Pharma. Việc làm này là việc làm phi đạo đức nếu không nói là tội ác rất lớn của ông cựu Thứ trưởng. Vì món lợi riêng cho mình, ông Trương Quốc Cường đã tiếp tay cho một tổ chức mafia y tế lộng hành trong một thời gian rất dài. Khi các phi vụ làm ăn, buôn bán thuốc gian lận, dối trá, tham nhũng của ngành y tế Việt Nam bị phanh phui mới thấy Trương Quốc cường và tay chân thân cận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là cục trưởng cục thuốc ăn tiền và thu rất nhiều tiền nhiều nhất trong số các cục của bộ trách nhiệm về sai phạm này đáng lý ra thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu chung tuy nhiên cho đến nay tòa án vẫn chưa khởi tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến không phải là vì bà vô tội nhưng mà cái gốc của bà rất lớn Bà từng được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về làm trưởng ban chăm sóc sức khỏe của Trung ương. Cho đến lúc kỷ luật về mặt đảng, ông Trọng cũng đưa ra hình phạt rất nhẹ. Đây hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến như đang thách thức công lý. Không có nước nào trên thế giới mà lại để giá thuốc trôi nổi, tùy theo phương tiện và buôn bán, thoải mái, tự do như ở Việt Nam. Hàng vạn hiệu thuốc trên toàn quốc bày bán đủ các loại nhưng không có niêm yết giá muốn bán thế nào thì bán, hét bao nhiêu cũng phải trả tiền vì khi ốm đau người ta không mặc cả, không như mua mớ rau con cá ngoài chợ. Vì thế các cửa hàng thuốc rất giàu và nhanh giàu, thu bộ tiền, nhất là sau 2 năm dịch bệnh khủng khiếp vừa qua. Đấy là dưới sự quản lý của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, thị trường thuốc y tế bát nháo như vậy. Thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, tràn lan, nếu truy đến cùng thì tội của bà Tiến là rất lớn. Có thể nói phi vụ gian lận tham nhũng về thuốc của Trương Quốc Cường và đồng phạm nó không chỉ đơn giản là tiền bạc mà còn là cho thấy nhân cách, đạo đức, lương tâm của thầy thuốc xuống cấp đến mức nào. Trong khi người bệnh thì khốn khó, lao đao, phải bán cả vườn rau, đàn lợn mới được mấy chục triệu để mua thuốc, hy vọng trở về với cuộc sống để khỏe mạnh. Vậy mà bà Nguyễn Thị Kim Tiến và tập đoàn Mafia Y tế tại Việt Nam lừa cả đất nước lừa cả những người bệnh nghèo khổ làm lũ. Ngoài việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đỡ đầu bởi ông Nguyễn Phú Trọng, thì trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hương gốc Hà Tĩnh của bà có cựu bộ trưởng. Rất đồng, hiện nay trong Trung ương Đảng có đến 8 người thuộc đồng hương Hà Tĩnh của bà Tiến, trong đó có một ủy viên bộ chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vì sao không xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến mafia y tế có mối quan hệ với nhóm lợi ích địa phương. Nhóm lợi ích địa phương ở Trung ương là thành phần tạo nên sức mạnh cho từng cá nhân đó. Có thể nói bà Nguyễn Thị Kim Tiến tuy hết quyền lực nhưng bà vẫn còn thế lực rất mạnh. Đến ông Nguyễn Phú Trọng còn nương tay cho bà thì không biết ai có thể đủ mạnh để buộc bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế phải đền tội. Có lẽ phải có ai lật được ông Nguyễn Phú Trọng ra khỏi chiếc ghế ông đang ngồi thì may ra mới có thể xử lý hình sự bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho được. Còn không thì gần như không thể. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ba Dũng triệt nông quốc tuấn, Phạm Minh Chính đánh bồi nông đức mạnh ôm hận bất lực. Đó là vào năm 2011 trước đây, ông Nông Đức Mạnh đã rời chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền lực. Trước đó, tức là năm 2010, ông Lâm Đức Mạnh đã kịp đưa cậu con trai của ông là Nông Quốc Tuấn vào được chiếc ghế bí thư tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra tay phế chuất Nông Quốc Tuấn khỏi chức bí thư Bắc Giang như là một đòn đánh nguội đối thủ. Việc thuyên chuyển ông Nông Quốc Tuấn được xem là sự kiện bất thường khi đó. Ông Nông Đức Mạnh vừa rời chiếc ghế là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định điều động bổ nhiệm số 698 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký vào ngày 8 tháng 6 năm 2012. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh điều động bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn làm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân của dân tộc. Ông Nông Quốc Tuấn hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Đây là hình ảnh vào năm 2012, ông Nguyễn Tấn Dũng đã hạ Nông Quốc Tuấn. Ông Tuấn đã từng được bổ nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vào tháng 1 năm 2008 trước khi được luân chuyển về địa phương giữ chức Phó Bí Thư tỉnh ủy Bắc Giang vào tháng 4 năm 2009. Tới tháng 8 năm 2010, tại đại hội đột xuất Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, ông Tuấn được bầu làm Bí Thư tỉnh ủy Bắc Giang và đảm nhiệm chức vụ này. Đến tháng 1 năm 2011, ông Tuấn được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội Đảng lần thứ 11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông nông Quốc Tuấn được giao trách nhiệm thi hành quyết định của Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tân Dũng. Đây được xem là một đòn thù mà ông Nguyễn Tân Dũng đánh dưới thắt lưng ông Lông Đức Mạnh. Dù rất đau nhưng ông Lông Đức Mạnh vẫn không thể làm gì được để cứu con. Nỗi hận này ông cựu Tổng Bí Thư chỉ biết ôm mà không biết phản kháng ra sao. Từ năm 2012 cho đến nay là 10 năm Lông Quốc Tuấn vẫn bị đi ở vị trí cũ mà không hề có một bước chuyển biến nào. Đến năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực nhưng ông Lông Đức Mạnh cũng không thể đưa được con trai trở lại vị trí bí thư tỉnh ủy như cũ. Điều này cho thấy bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng vẫn mạnh hơn bàn tay của ông Lông Đức Mạnh mặc dù ông Dũng đã không còn quyền lực như xưa. Đây hình ảnh con trai ông Lông Đức Mạnh, Lông Quốc Tuấn. Cũng trong 10 năm qua, con trai ông Nguyễn Tiến Dũng lại tiến thần rất nhanh từ vị trí hiệu phó trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là thứ trưởng Bộ Xây dựng, rồi bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và giờ là bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nguyễn Thành Nghị đã kinh qua tổng cộng 4 chức vụ, tuy nhiên trong 10 năm Nông Quốc Tuấn vẫn bị dìm một chỗ. Chức phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc chỉ là một chức hữu danh vô thực. Nói tóm lại, Nông Quốc Tuấn đã bị Nguyễn Tấn Dũng biến thành bù nhìn ở đến nay thì vẫn còn là bù nhìn không khác gì mấy. Ai cũng biết Phạm Minh Chính vốn là nhiều người, người có rất nhiều ân nghĩa với ông Nguyễn Tân Dũng. Không biết ông Chính có chịu tác động gì từ phía Nguyễn Tân Dũng hay không. Tuy nhiên ông Phạm Minh Chính giờ hay ra tay lại tiếp tục dồn ông Lâm Quốc Tuấn để giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tộc thì cũng làm cho nhiều người đặt câu hỏi. Đây là hình ảnh vào năm 2012 Lâm Quốc Tuấn đã bị Phạm Minh Chính sắp xếp. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, ông Phạm Minh Chính đã quyết định bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cũng đang thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy của cân cơ quan Ủy ban Dân tộc. Ông Nông Quốc Tuấn giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ như tham mưu giúp Bộ trưởng Chủ nhiệm quy trình thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban cán sự Đảng trước khi trình Ban cán sự Đảng xem xét quyết định ký các văn bản trao đổi về công tác cán bộ với các bộ ban ngành địa phương sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng, tập thể, lãnh đạo, ủy ban hoặc của Bộ trưởng, chủ nhiệm. Đảng Cộng sản Việt Nam vốn là một tổ chức chính trị tựa như chính quyền phong kiến ngày trước. Với vị thế như Nông Quốc Tuấn thì không khác gì con vua, tuy nhiên bị những người ở phe đối nghịch di sát vẫy và chơi sát ván không cho ngóc đầu lên được. Lại lần nữa, phe của Nguyễn Tân Dũng dường như đã không quên thủ xưa nên đã chăm sóc con của đối thủ rất kỹ đúng là quan trường hiểm ác khó lường